Vâng, chào các bạn đã đến lại với kênh shop điện máy số và mua sắm lớn.com. Chúng ta cùng đến với bộ sản phẩm mực nạp cho máy in Toshiba dòng T5070. Hộp mực này 500g nhé, trọng lượng 500g, dùng cho máy in Toshiba E207, 257, 307 và 357, E457, 507 và 3008. Hãng Gotech nha. Vâng, chúng ta có thể đến với shop điện máy số.com chúng ta đặt hàng, hoặc qua số điện thoại có hiển thị trên màn hình 0901 656 888 và không Viettel là 0981 811 838, qua Zalo nhé. Vâng, chúng ta lùi sản phẩm đó, chúng ta đến với bộ sản phẩm về máy in. Đây là cũng là của Gotech, dùng cho Toshiba, mực nạp cho Toshiba. Tôi mở để Studio 557 556 656 756 856 556 và 555 655 755 và 855 520 600 720 và 850 nha. Chúng ta có thể đến với shop điện máy số.com chúng ta đặt hàng. Chúng tôi sẽ ship hàng, giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Chúng tôi có bán tại shop điện máy số có trên Sen Đỏ, hoặc mua sắm lớn có trên Sen Đỏ luôn, hoặc Shopee. Vâng, cảm ơn quý khách đã thực hiện video chúng tôi. Mọi chi tiết liên hệ. Xin cảm ơn quý khách đã theo dõi video.